Để tôi kể cho các bạn nghe, năm 2021 tôi đã ngược đãi sức khỏe và ngoại hình của mình như thế nào Thời gian đầu đến với mạng xã hội Nếu các bạn còn nhớ thì khi đó chính xác là tôi chỉ có 80 cân và cũng vừa mới hoàn thành kế hoạch giảm 25 cân sau 5 tháng Hồi đấy trông cũng mi nhon, khuôn mặt góc cạnh dần chuyển sang góc tù với hơn 416 video đã được sản xuất trong cả năm qua Ở kênh bếp trưởng review thì tỷ lệ nam giới follow tôi lên đến con số là 63% Tôi biết các bạn là đàn ông, cũng giống như tôi thì chúng ta đều thích những món ăn sôi thịt Trong clip phải cực kỳ là ngon mắt Những video điển hình như là thịt quay giòn bì, gà nướng cả con hay rất nhiều những video đẫm protein khác đều có lượng view cao Điều đó không phải là điều xấu Nó còn chính là nguồn động lực để những người làm nội dung như tôi cảm thấy như được tiếp lửa để làm thêm những video khác phục vụ khán giả nhiều hơn Cơ mà như các bạn đã thấy, khi nạp quá nhiều calo thì cơ thể tăng cân một cách kinh hoàng mà có lẽ chính các bạn nhận ra điều đó còn nhanh và rõ ràng hơn cả tôi Tôi nghĩ điều này nên dừng lại, tôi không muốn mình trở thành Nico Cado Avocado tiếp theo Tôi sẽ phải bắt đầu lại với một chế độ ăn uống khoa học và cân bằng hơn Sẽ phải xây dựng lại thói quen tập luyện đều đặn Những ngày đầu tiên là những ngày khó khăn nhất Thường thì để xây dựng một thói quen Chúng ta sẽ mất 3 tuần để cơ thể và tâm lý đi vào nên nếp và hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày đó. Suy cho cùng thì nếu chúng ta không có sức khỏe tốt, một cơ thể khỏe mạnh thì làm sao mà có thể làm thêm những điều tích cực và có giá trị cho cuộc sống. Trong năm 2022 thì tôi sẽ cố gắng lấy lại sức khỏe, ngoại hình cũng như là làm nhiều hơn những nội dung liên quan tới trải nghiệm du lịch, ẩm thực vùng miền, những bữa cấp thân thương hay là thậm chí những dự án vì cộng đồng nhiều hơn và hy vọng các bạn những ai quý mến mình sẽ luôn đón xem và ủng hộ. Cảm ơn các bạn.